Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác ra xét xử tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Và bây giờ thì phóng viên Lan Anh của chúng tôi đang có mặt tại phiên tòa trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ thông tin thêm về diễn biến của phiên tòa ngày làm việc thứ hai này. Vâng, thưa chị Lan Anh, trong buổi sáng ngày hôm nay thì quang cảnh tại phiên tòa hiện giờ như thế nào ạ? Xin chào anh Việt Cường. Và lúc này thì đây tôi đang có mặt phía bên ngoài trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Hôm nay là ngày thứ hai sẽ diễn ra phiên sơ thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm diễn ra tại vụ án diễn ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam. Và lúc này thì các bị cáo cũng như là các những người có liên quan thì đã được triệu tập ở tòa và phiên tòa thì đang chuẩn bị diễn ra. Có mặt tại khu vực này tại vào thời điểm khoảng 6 giờ sáng thì chúng tôi chứng kiến mặc dù thời tiết Hà Nội hôm nay khá là mưa rét, thế nhưng mà đã có khá đông người dân cũng như là các phóng viên có mặt tại khu vực này để cập nhật những thông tin có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Trong ngày hôm qua thì tòa án dưới sự chủ tọa của thẩm phán Nguyễn Ngọc Thân thì đã có triệu tập 7 người có nghĩa vụ trách nhiệm có liên quan và 31 nhân chứng để làm rõ những hành vi vi phạm diễn ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty xây lắp Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì vụ án này thì cũng đã áp dụng những quy định, lần đầu tiên áp dụng những quy định của Bộ luật Hình sự mới vừa có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và ngày hôm qua thì các bị cáo tại tòa thì cũng đã khai nhận một số cái thông tin có liên quan cũng như là khai nhận một số các sức ép từ phía trên khi mà tiến hành hành vi chuyển tiền cũng như là những hành vi vi phạm diễn ra tại vụ án này. Và trong ngày hôm nay thì dự kiến hội đồng xét xử sẽ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo, đặc biệt là bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh liên quan đến hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản diễn ra tại PVN khi mà PVN đề nghị có chủ trương và đề nghị chỉ định thầu PVC thực hiện gói thầu FPC, chỉ đạo PV Power thực hiện hợp đồng FPC số 33 làm trái quy định của nhà nước. Sau đó thì ông Đinh La Thăng thì cũng đã có chỉ đạo cấp dưới tại PVN tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và hơn 1.312 tỷ đồng cho PVC để các bị can tại đây sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trái quy định và gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 120 tỷ đồng. Dự kiến trong ngày hôm nay phiên xử sẽ nóng lên khi mà có sự thẩm vấn của các luật sư có bào chữa cho các bị cáo. Và đặc biệt là nhiều luật sư ngày hôm qua thì cũng đã có đề nghị hội đồng xét xử là hướng dẫn cách giao các cái tài liệu mới theo cái hướng là có lợi cho các thân chủ của họ để chứng minh là thân chủ của họ vô tội hoặc là có những cái tình tiết có liên quan cần được làm rõ. Vâng, thưa quý vị, thời tiết của Hà Nội ngày hôm nay như quý vị có thể nhìn thấy thông qua hình ảnh thì khá là mưa rét. Thế nhưng mà không khí mưa rét này thì ngược với những gì ở phía bên trong khu vực xét xử ở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi thì sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong các bản tin thời sự đặc biệt của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng trở lại trường quay với anh Việt Cường ạ. Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Lan Anh với những thông tin rất cập nhật từ hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, nhiều diễn biến tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án cố ý làm trái tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC chiều ngày hôm qua. Ba kiểm sát viên là ông Đào Thịnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Minh Đồng, kiểm sát viên cao cấp, ông Nguyễn Mạnh Thường, kiểm sát viên cao cấp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự tại phiên tòa. Ngoài ra thì Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội còn bố trí hai kiểm sát viên dự khuyết để tham dự phiên tòa.